Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín. Vì các ông sợ người Do Thái, Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa với người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được ghi chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa Nhật thứ hai của mùa Phục Sinh hôm nay được gọi là Chúa Nhật lòng thương xót Chúa. Chúa Nhật lòng thương xót Chúa được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thiết lập vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, nhân ngày phong thánh cho Thánh nữ Faustina, thị nhân của lòng thương xót. Chúng ta vừa được nghe phần phụng vụ lời Chúa, đặc biệt là bài tin mừng mà Thánh Gioan ghi lại cho chúng ta. Trong bài tin mừng có nói đến cho chúng ta việc các môn đệ đóng cửa kín và ở trong đó vì sợ người Do Thái. Nhưng mà Chúa Phục Sinh đã hiện ra với các ông. Ngài đứng giữa các môn đệ, trao ban ơn bình an và cho các ông xem dấu đinh trên tay, trên chân và cạnh sườn của Ngài, để qua đó nói cho các ông rằng Chúa đang sống. Ngài đã phục sinh vinh hiển, Ngài đã trỗi dậy từ cõi chết. Thân xác thần thiêng của Ngài giờ đây đã vượt qua thời gian và không gian để đến với các ông. Cho dù cửa phòng đóng kín, Chúa vẫn hiện diện giữa các ông. Chúng ta thấy điều thứ nhất đó là Chúa đã trao ban ơn bình an qua lời chào các môn đệ. Các môn đệ vừa trải qua một cơn sóng gió khủng khiếp, Thầy chết, cộng đoàn tan rã, mọi sợ hãi đang vây bọc các ông. Sóng gió bên ngoài chưa mãnh liệt bằng sóng gió trong tâm hồn. Các ông đã khiếp sợ, các ông đã phản bội, các ông đã đánh mất chính mình. Hiểu được tâm trạng của các môn đệ đang bối rối sợ hãi như vậy, Chúa Giê-xu hôm nay đã hiện đến,
không một lời trách mắng các ông. Ngài không trách Phêrô đã từng chối Chúa, hay là Giuđa, một trong nhóm 12, đã bán Chúa. Rồi các môn đệ còn lại thì trốn chạy hết khi Chúa bước vào cuộc khổ nạn. Chúa không một lời trách mắng các ông, nhưng Ngài đã chúc bình an cho các ông. Lời chúc bình an không những nói lên sự tha thứ, mà còn hơn thế nữa, nói lên sự quan tâm chăm sóc. Chúa biết các môn đệ đang buồn rầu, đang sợ hãi, nên đã trấn an các ông, tha thứ cho các ông, đem bình an cho các ông. Lời chào bình an của Chúa Giêsu vượt lên trên mọi nỗi sợ hãi. Sự bình an ấy không phải là một lời chào xã giao, cũng không phải là thứ bình an do của cải vật chất, do quyền chức mang lại. Nhưng bình an ấy giờ đây là bình an đến từ Đấng Phục Sinh, Đấng trỗi dậy từ cõi chết. Bình an ấy là lời bình an mang lại sự sống mới, mang lại ơn cứu độ cho các môn đệ. Sự tha thứ, sự quan tâm qua lời chúc bình an và sự hiện diện của Chúa nói lên lòng thương xót vô biên của Chúa, thưa anh chị em. Và điều thứ hai, chúng ta thấy Chúa đã bày tỏ lòng thương xót của Ngài qua việc cho các môn đệ xem các vết thương của người, các vết thương trên tay, trên chân và cạnh sườn của Chúa. Khi Chúa hiện ra và đứng giữa các môn đệ, các ông bán tín bán nghi, nửa tin nửa ngờ, bởi vì các ông nghĩ rằng đó không biết có phải là thầy của mình thật hay không. Và Chúa bảo, Chúa trao ơn bình an, và Chúa bảo thầy đây mà. Các ông vui mừng đấy, nhưng mà vẫn còn nghi nan ngờ vực. Vì thế Chúa bảo thầy đây, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Anh em đến mà xem các vết thương trên tay, trên chân và cạnh sườn của thầy. Và khi đó các môn đệ đến gần Chúa, thấy được những điều đó, thì các ông vui mừng quá đỗi. Tận mắt các ông đã được chứng kiến Chúa phục sinh, Chúa sống lại, và giờ đây đang hiện diện giữa các ông. Vết thương nói lên cái chết, đau đớn tủi nhục. Vết thương cũng nói lên sự chiến thắng của người qua sự chết và âm phục. Vết thương ấy còn nói lên tình yêu thương của Chúa. Hôm nay Chúa đã phục sinh, nhưng vết thương vẫn chữa lành. Điều đó nói lên lòng Chúa yêu thương không bao giờ chấm dứt. Vì yêu thương, Chúa vẫn mang những vết thương trong trái tim của mình cho các môn đệ. Và hôm nay tình thương ấy trải dài, vô biên vô tận đến nhân loại, đến mỗi người chúng ta, thưa anh chị em. Vậy thưa quý ông bà, anh chị em, con người chúng ta thường chẳng ai hoàn hảo, ai cũng có những khuyết tật, ai cũng có những lỗi lầm xúc phạm đến Chúa, đến anh chị em của mình. Và đó là những lý do khiến cho chúng ta làm tổn thương nhau. Vậy làm sao để chữa lành các vết thương mà ta gây nên cho nhau? Làm sao hàn gắn những đổ vỡ do những yếu đuối, do những lỗi lầm mà chúng ta làm tổn thương lẫn nhau? Có một câu chuyện kể rằng, một vị vua kia thích sưu tầm ngọc quý đủ màu sắc, đủ kích cỡ, đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong số đó có một viên ngọc to như quả trứng. Mỗi khi đưa ra ánh sáng, nó phản chiếu đủ màu sắc, rất là sặc sỡ, làm cho nhà vua say mê, thích thú. Nhưng một hôm, trong lúc hãnh diện khoe cùng các vị khách quý, thì nhà vua đã nhận ra một cái vết nứt ở trên viên ngọc quý ấy. Ông vô cùng tiếc xót, buồn bã. Từ hôm ấy, Ngài truyền cho khắp nhân gian, ai sửa được viên ngọc đó y như trước thì sẽ được trọng thưởng. Các thợ đá quý lành nghề ra vào hoàng cung tấp nập, nhưng đều lắc đầu chịu thua. Ngày kia có một người vào yết kiến và xin vua cứ để cho mình sửa chữa tùy ý. Đang lúc tuyệt vọng, nhà vua đồng ý
vì đằng nào viên ngọc cũng mất giá trị rồi. Anh thợ đá quý đem viên ngọc về, ngày đêm dùng những đồ nghề tinh xảo để sửa chữa viên ngọc. Chẳng bao lâu, anh đem viên ngọc dâng lên đức vua. Nhà vua vô cùng kinh ngạc vì trên viên ngọc điểm một bông hồng rất xinh đẹp và được chạm trổ ngay ở cái vết nứt của viên ngọc. Cánh hoa xinh tươi chính là dấu nứt của viên ngọc trước kia. Cánh hoa hồng xinh đẹp đã làm tăng thêm giá trị của viên ngọc gấp bội, khiến mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Thưa quý ông bà, anh chị em, một câu chuyện mang lại cho chúng ta những ý nghĩa về cuộc sống. Cuộc sống chung của chúng ta cũng có nhiều những va chạm và sẽ để lại trong tương quan hệ giữa người với người nhiều vết thương, nhiều tổn thương. Mỗi tội lỗi trong đời sống là một vết nứt gây nên những đau khổ cho tha nhân. Nhưng mà chúng ta đừng bi quan về những va vấp, mà hãy cùng nhau khắc phục cho tốt hơn, cho đẹp hơn. Chuyện đã qua, có oán trách, có giận dỗi thì cũng chẳng lấy lại được gì, chỉ khoét thêm nỗi đau cho nhau mà thôi. Nhưng nếu chúng ta biết tận dụng thời gian, cơ hội, thì những vết nứt kia sẽ là khởi điểm cho một cuộc sống mới tươi đẹp hơn, khi mình biết khéo léo và kiên nhẫn sửa chữa cho nhau. Lời Chúa tuần thứ hai Phục Sinh hôm nay cũng cho chúng ta thấy, khi hiện ra với các tông đồ, Chúa Giêsu đã không hề nhắc tới những cái lỗi lầm khuyết điểm của các môn đệ. Ngài không nuối tiếc về những cái quá khứ của các ông. Giờ đây, Ngài chỉ nói lời bình an để trấn an tâm hồn các ông. Và Ngài còn cho các ông xem vết thương để qua đó cho các ông thấy chiến tích của sự chiến thắng của Ngài trên sự chết, và cũng là dấu chứng của tình yêu, của lòng thương xót mà Chúa bày tỏ cho các môn đệ. Và qua các môn đệ, Chúa bày tỏ lòng thương xót ấy cho chúng ta, cho nhân loại ngày nay. Chính lòng thương xót Chúa đã chữa lành vết thương nơi tâm hồn yếu đuối của các môn đệ. Nhờ đó mà các tông đồ tràn đầy hân hoan để chuộc lại những lỗi lầm của mình và lên đường loan báo tin mừng phục sinh của Chúa cho muôn nước, muôn dân. Hôm nay, lễ kính lòng thương xót Chúa là dịp để chúng ta nhìn vào tình thương của Chúa, và tình thương ấy có thể chữa lành mọi sự, thưa anh chị em. Dù linh hồn ta có tội lỗi, Chúa vẫn bao dung tha thứ. Như Chúa nói, con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Vậy dâng thánh lễ hôm nay, ước gì chúng ta luôn đủ tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa để khiêm tốn chạy đến đón nhận ân sủng tình thương của người. Xin Chúa giúp chúng ta trở nên tông đồ nhiệt thành của lòng thương xót, trở nên chứng nhân của lòng thương xót Chúa cho anh chị em giữa một thế giới còn nhiều hận thù. Xin cho lòng khoan dung của mỗi người chúng ta nối lại tình người và cùng nhau xây dựng một thế giới hiệp nhất và bình an. Amen.